không nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng với danh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường. Không nên quán danh thân giới hoặc vui hoặc khổ. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc vui hoặc khổ. Không nên quán danh thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc ngã hoặc vô ngã. Không nên quán danh thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Không nên quán danh thân giới hoặc không hoặc bất không. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc không hoặc bất không. Không nên quán danh thân giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Không nên quán danh thân giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Không nên quán danh thân giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán danh thân giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán danh thân giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Không nên quán danh thân giới hoặc sanh hoặc diệt. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc sanh hoặc diệt. Không nên quán danh ý giới hoặc thường hoặc vô thường. Không nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng với danh của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường. Không nên quán danh ý giới hoặc vui hoặc khổ. Không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc vui hoặc khổ. Không nên quán danh ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã. Không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc ngã hoặc vô ngã. Không nên quán danh ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Không nên quán danh ý giới hoặc không hoặc bất không. Không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc không hoặc bất không. Không nên quán danh ý giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Không nên quán danh ý giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Không nên quán danh ý giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán danh ý giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán danh ý giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Không nên quán danh ý giới hoặc sanh hoặc diệt. Không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc sanh hoặc diệt. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc danh Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc danh Bát Nhã Ba La Mật Đa, đều không thấy ở trong giới hữu vi, cũng không thấy ở trong giới vô vi. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp không phân biệt, không khác với phân biệt. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ trong phân biệt nhất thiết pháp, không thấy Đại Bồ Tát, không thấy danh Đại Bồ Tát, không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy danh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hay tu Bố Thí Ba La Mật Đa, cũng hay tu Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, hay trụ pháp không nội, cũng hay trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không chẳng đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hay trụ chân như, cũng hay trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Hay tu bốn niệm trụ, cũng hay tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hay trụ thánh đế khổ, cũng hay trụ thánh đế tập diệt đạo. Hay tu bốn tịnh lự, cũng hay tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hay tu tám giải thoát, cũng hay tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hay tu pháp môn giải thoát không, cũng hay tu vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, hay tu tất cả pháp môn đà la ni, cũng hay tu tất cả môn tam ma địa, hay tu năm loại mắt, cũng hay tu sáu phép thần thông, hay tu mười lực của Phật, cũng hay tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đại Bồ Tát này vào lúc đó không thấy Đại Bồ Tát, không thấy danh Đại Bồ Tát, không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy danh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp, khéo thông đạt thật tướng, và trong ấy khéo thông đạt pháp không tạp nhiễm, pháp thanh tịnh. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hiểu biết tất cả pháp, danh giả lập, pháp giả lập. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát này đã hiểu biết như thật, danh pháp giả rồi nên không chấp trước sắc, không chấp trước thọ tưởng hành thức, không chấp trước nhãn xứ, không chấp trước nhĩ tý thiệt thân ý xứ, không chấp trước sắc xứ, không chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, không chấp trước nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến không chấp trước ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không chấp trước giới hữu vi, không chấp trước giới vô vi, không chấp trước bố thí ba la mật đa, không chấp trước tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chấp trước các tướng tốt, không chấp trước thân Bồ Tát, không chấp trước nhục nhãn cho đến Phật nhãn, không chấp trước trí ba la mật đa và thần thông ba la mật đa, không chấp trước pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, không chấp trước sự thành thục hữu tình, không chấp trước việc nghiêm tịnh cõi Phật, không chấp trước phương tiện quyền xảo. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp đều vô sở hữu, năng trước, sở trước, trước xứ, trước thời, đều bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không chấp trước, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tăng trưởng bố thí Ba La Mật Đa, tăng trưởng tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, hướng vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, hướng vào địa vị Bồ Tát bất thủ chuyển, viên mãn thần thông thù thắng của Bồ Tát. Như vậy, thần thông thù thắng của Bồ Tát đã được viên mãn, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, vì muốn giáo hóa các hữu tình, vì muốn làm nghiêm tịnh cõi Phật, được gặp Như Lai ứng chánh đẳng giác, gặp rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, làm cho các thiện căn đều được sanh trưởng. Thiện căn đã được sanh trưởng, được nghe và thọ trì chánh pháp chư Phật theo sở thích của mình, đã thọ trì rồi cho đến vô thượng Bồ Đề không quên mất, đối với tất cả môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa đều được tự tại. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hiểu biết như thật, danh giả, pháp giả nên không chấp trước. Lại nữa, này thiện hiện, theo ý ông, thế nào là Đại Bồ Tát? Sắc là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Lìa sắc có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn, không. Lìa thọ tưởng hành thức có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn, không. Nhãn xứ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Lìa nhãn xứ có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn, không. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn, không. Sắc xứ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Lìa sắc xứ có Đại Bồ Tát không?
Bạch Thế Tôn không? Lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Nhãn giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa nhãn giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Nhĩ giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa nhĩ giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Tỷ giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa tỷ giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Thiệt giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thiệt giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Thân giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thân giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Ý giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa ý giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Địa giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa địa giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thủy hỏa phong không thức giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Vô minh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa vô minh có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa hành cho đến lão tử có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lúc bấy giờ Phật bảo Tôn giả Thiện Hiện, ông xem xét nghĩa nào mà nói như vậy? Các pháp sắc vân vân không phải là Đại Bồ Tát. Lìa các pháp sắc vân vân không phải là Đại Bồ Tát. Khi ấy Tôn giả Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề hoặc Tát Đoà hoặc các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đây đã chẳng có, sao có thể nói các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát? Lìa các pháp sắc vân vân có Đại Bồ Tát được. Phật bảo Thiện Hiện: hay thay, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Thiện Hiện, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc các pháp sắc vân vân bất khả đắc, nên các Đại Bồ Tát cũng bất khả đắc. Vì các Đại Bồ Tát bất khả đắc, nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Này Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Lại nữa, này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là Đại Bồ Tát? Sắc chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Thọ tưởng hành thức chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa sắc chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thọ tưởng hành thức chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Nhãn xứ chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa nhãn xứ chân như có Đại Bồ Tát không?
Bạch Thế Tôn không? Lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Sắc xứ chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Thanh hương vị xúc pháp xứ chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa sắc xứ chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thanh hương vị xúc pháp xứ chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Nhãn giới chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng với các thọ chân như do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa nhãn giới chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng với các thọ chân như do nhãn xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Nhĩ giới chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng với các thọ chân như do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa nhĩ giới chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng với các thọ chân như do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Tỷ giới chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng với các thọ chân như do tỷ xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa tỷ giới chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng với các thọ chân như do tỷ xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Thiệt giới chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng với các thọ chân như do thiệt xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thiệt giới chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng với các thọ chân như do thiệt xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Thân giới chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng với các thọ chân như do thân xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thân giới chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng với các thọ chân như do thân xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Ý giới chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng với các thọ chân như do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa ý giới chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng với các thọ chân như do ý xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Địa giới chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Thủy hỏa không không thức giới chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa địa giới chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thủy hỏa không không thức giới chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Vô minh chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa vô minh chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa hành cho đến lão tử chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lúc bấy giờ Phật bảo tôn giả Thiện Hiện, ông quán nghĩa nào mà nói như vậy? Các pháp sắc vân vân chân như không phải là Đại Bồ Tát, lìa các pháp sắc vân vân chân như không có Đại Bồ Tát được. Khi ấy tôn giả Thiện Hiện thưa, Bạch Thế Tôn, các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc vì tánh chẳng có, huống là có các pháp sắc vân vân chân như này đã chẳng có, như vậy sao có thể nói các pháp sắc vân vân chân như là Đại Bồ Tát, lìa các pháp sắc vân vân chân như có Đại Bồ Tát được? Phật bảo Thiện Hiện, hay thay, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Thiện Hiện,
Vì các pháp sắc vân vân bất khả đắc, nên các pháp sắc vân vân chân như cũng bất khả đắc. Vì các pháp sắc và chân như bất khả đắc, nên các đại Bồ Tát cũng bất khả đắc. Vì các đại Bồ Tát bất khả đắc, nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Hết quyển thứ 406.